Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Làm sao ba có thể thoát chết được vậy? Mấy người dân tộc đã cứu ba, họ cứu ba, họ còn cho ba thuốc để đắp nữa. Mẹ đang rất lo lắng cho ba, để con gọi cho mẹ. Đừng con, đừng cho ai biết chuyện này hết. Ba không thể nào tiếp tục sống ở đây nữa. Ba cần một số tiền và giấy tờ giả. Ba phải ra nước ngoài để tạm lánh một thời gian. Ba không thể chạy trốn như vậy được. Bây giờ tốt nhất là ba nên tự thú đi. Không, ba không thể nào ở tù với vết thương như thế này được con à. Lần này thôi con, lần cuối cùng thôi con, giúp ba nghe. Nhà Lan, em có sao không? Em đang ngủ à? Đâu có, em dậy rồi. Hôm qua anh gọi cho mẹ, mẹ nói em muốn về nhà. Anh gọi cho em thì liên lạc không được. Anh lo quá trời. Em không sao, về em đỡ hơn rồi. Ừ. Ủa? Mà em mặc bộ đồ từ hôm qua đến giờ ngủ luôn hả? À, do hôm qua em uống thuốc xong bị mệt quá nên ngủ quên trên sofa thôi. Ừ. Thôi, vô thay đồ đi. Anh có mua bánh cuốn cho em ăn sáng rồi. Nhà Lan, em bị gì vậy? Em bị ở đâu hả? Em bị thương hả? Chỗ nào vậy? Anh chở em đi bệnh viện nha. Có sao không? Em... Không sao. Đây là cô hàng xóm bị thương. Cô ấy nhờ em băng bó giùm thôi. Chỉ vậy thôi hả? Ừ. Chỉ vậy thôi. Thiệt không? Thiệt. Em có nói dối anh bao giờ đâu. Không giấu anh gì nha. Anh chỉ lo cho nửa kia của mình có bị sao không thôi. Thôi, đi thay đồ đi. Anh nóng bánh cuốn rồi xuống ăn ha. Thôi khỏi. Bây giờ em vẫn hơi buồn ngủ. Anh về cho em ngủ thêm một chút nữa nha. Lát em gọi lại cho anh sao? Em vẫn còn buồn ngủ thiệt hả? Chắc là tối qua em uống thuốc 2 liều lận. Thôi, nếu mà không ổn anh chở em đi bệnh viện luôn. Thôi, chó chắc. Không sao, không sao. Em thấy đỡ hơn rồi. Em ngủ một giấc nữa là khỏe hẳn thôi. Thiệt không? Ừ. Vậy thôi, em ngủ thêm đi. Thức dậy nhớ ăn. Ừ. Anh để đây á. Có chuyện gì gọi anh liền. Em biết rồi. Nhớ nha. Con tới đây thăm mẹ thường xuyên là mẹ ổn thôi. Vậy lần sau con qua với người con vừa cầu hôn nha mẹ. Vậy sao? Ai vậy con? Ai mà may mắn quá vậy? Mẹ biết không? Dạ. Ai vậy con? Hả? Là Nhã Lan. Mẹ nghe con nói đã. Thật sự là con đã tự dặn lòng mình rất nhiều lần là phải tránh xa cô ấy. Nhưng mà con không làm được. Con không từ bỏ tình yêu của mình được mẹ. Nhã Lan từng là em dâu của con. Hơn nữa, ba của nó đã giết ba của con và em trai. Quên hết những chuyện đó rồi sao? Con không quên. Nhưng thật sự mình phải công bằng với Nhã Lan. Trong chuyện này Nhã Lan đâu có lỗi gì đâu mẹ. Cô ấy cũng đã đau khổ vì chuyện này rất nhiều rồi mẹ. Mẹ không biết sao nữa, nhưng mẹ thấy không ổn. Rồi con sẽ đi giải thích với mọi người như thế nào đây? Con sẽ không giải thích với bất kỳ ai cả. Con không cần ai hiểu hết. Con chỉ cần mẹ hiểu thôi. Mẹ hiểu. Mẹ hiểu là tình yêu nó quan trọng như thế nào. Mẹ tin con đi. Con sẽ không chọn sai người đâu mẹ. Đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của con rồi. Nhưng mà mẹ không muốn con mắc lỗi lầm như mẹ. Con tin là Nhã Lan sẽ không làm con thất vọng đâu. Con rất hiểu cô ấy. Cái con cần duy nhất bây giờ là sự ủng hộ của mẹ. Mẹ không ngăn cản con. Nhưng mẹ xin lỗi. Mẹ khó mà chấp nhận chuyện này. Ông vẫn còn sống sao? Ba vẫn còn sống. Con có thể cho ba mượn một số tiền được không? Hóa ra đây là lý do ông đến tìm tôi đó hả? Thiệt ra ba nó muốn nói chuyện với con từ rất lâu rồi.
Nhưng mà có nhiều chuyện xảy ra dồn dập quá, cho nên tức cười thiệt. Người tôi yêu thì trở nên xa lạ, còn người tôi hận thì bây giờ lại trở thành cha của tôi. Còn vẫn còn hận ba lắm sao? Vậy ông nghĩ tôi sẽ phải yêu quý ông nữa à? Bây giờ ông cần tiền đúng không? Còn gì ông nói luôn hết đi. Ba cần cái hộ chiếu giả để có thể đi ra nước ngoài. Tại sao tôi phải giúp ông chứ? Con sẽ không có bị thiệt thòi đâu. Nếu như con đồng ý giúp ba thiệt đó. Chị Đan Thanh, em đã gọi xe đến đón chị rồi ạ. Chân đau quá. Chắc là chân trẻ bị trật rồi á. Để tôi xem cho. Tôi không thể đứng lên được á. Cô ấy bị sao vậy? Cô ấy sơ ý nên trật chân. Hay là để em đưa chị đi bệnh viện chụp X-quang nha. Nhưng mà chuyến đi lần này rất quan trọng. Nhã Lan, cô đi giúp tôi được không? Nhà tôi chưa có chuẩn bị đồ. Tới đó mua cũng được mà. Vậy để tôi một lát, tôi đi lấy túi xách. Nhã Lan. Ồ, Đan Thanh. Chào anh Huy. Nhã Lan đâu? Nhã Lan đi công tác Đà Nẵng với Jimmy Nguyễn rồi. Đi Đà Nẵng hả? Ừ, hình như có kết hợp đi chơi nữa. Ủa, cô ấy không nói cho anh biết hả? Thêm ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc. Tôi đã mất hết tất cả, chẳng lẽ mấy người lại được hạnh phúc? Thêm ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách đi đâu? Đây là giấy tờ giả và tiền mặt. Tôi chỉ giúp ông như vậy thôi. Nhiều hơn nữa tôi không giúp được ông đâu. Được rồi, ba sẽ trốn qua Campuchia trước, rồi từ từ tính tiếp. Tôi sẽ giúp ông gặp lại Nhã Lan, con gái cưng của ông lần cuối. Còn sau đó, tôi với ông coi như hết. Sắp có kịch hay để xem rồi. Tất cả các người đều phải chịu đau khổ giống như tôi.